Chào các bạn quay lại với tựa game Talking Tom Cam. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game này nha các bạn. Hiện tại thì nhà chính của chúng ta đang ở level 6 rồi các bạn. Và để lên level 7 thì chúng ta cần 425.000 coin. Khá là cao luôn các bạn. Và mình hiện tại chỉ có 106 coin thôi. Và mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xây thêm một cái máy bắn cà nông các bạn. Và mình cần tới 210.000 coin. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cố gắng kiếm đủ 210.000 coin để mình xây thêm cái máy bắn cà nông. Và cái phần Hero Horn các bạn, mình đã mở khóa được một cái vị anh hùng mới nữa, đó chính là chú chó Talking Hunt. Và chú chó này thì cái mức nguy hiểm nó chỉ có 30% thôi các bạn, nhưng mà cái khả năng chống nước nó tới 730 lần các bạn. Nó cao hơn cả con mèo Talking Angela và con mèo Talking Tom. Nhưng mà cái sức tấn công nó khá yếu. Và hôm nay mình cũng sử dụng nó luôn các bạn, để mình có update ra. Mình cần 125 năng lượng để mình update nó các bạn. Và mình sẽ gán kiếm để mình update nó luôn. Mình quên mình chọn nó chưa? Chọn rồi các bạn. Rồi. Vậy là hôm nay thì chúng ta sẽ đi quánh để kiếm coi các bạn. Và bây giờ mình sẽ vô cái phần Challenger mình kiếm 5 sao nè các bạn. 58.000 coi. Ôi trời ơi, vô mánh luôn rồi các bạn ơi. Chỗ này thì vô mánh luôn rồi. Quá đã luôn rồi. Cái này mình bắn ở đây một phát là nó tiêu tùng luôn. Ở chỗ này nó phòng thủ ngộ vậy. Con này thì mình tập trung bên đây bộ ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái con này thì nó không có bị máy bắn nước bắn đó bạn, nó hay cái chỗ đó. Và mình sẽ cho hai cái con này đây tập trung ở đây luôn bộ ơi. Ôi trời ơi, chết cha rồi. Hết đây luôn các bạn, tập trung đây. Ôi trời, cái con này chạy đi đâu vậy? Cái con chó hăng tự động sẽ tìm tới, nó bắn những cái máy này các bạn, những cái hàng phòng thủ. May hả mày, cái chó hăng của mình tồi luôn rồi. Ở đằng sau này thì bắn tè tua luôn rồi các bạn. Mình còn cái này quánh cho nó tiêu luôn. Mày hả? Đội quân này ở trong này của mình quá mạnh luôn các bạn. Đi tới đâu tiêu tàn tới đó luôn. Qua đây. Trời ơi. Mày hả mày, chắc chắn mình sẽ được 3 sao rồi các bạn. Mình số điểm, mình lấy điểm coi cũng khá là nhiều luôn á, 166.000 rồi. Và mình được 3 sao luôn rồi. Vậy là mình được 3 sao, bây giờ mình chỉ cần 2 sao nữa thôi. Mình kiếm một trận mình quánh nữa thôi. 63.000, 69.000, ôi trời, chỗ này mình khó mà lọt vào được rồi nha. Nó còn ngủ cái, nó có cái này cái gì nữa nè các bạn. Cái gì thấy ghê ở đây nè. Mình sẽ sử dụng con này các bạn, cho nó quánh cái nhà. Mình lấy coi à. Ồ, nó có cái gì nữa, cái này là cái gì nhỉ? Mình chưa biết, mình chưa mở khóa được. Thôi từ từ đi, mình quánh cái cạnh khác đi. Mình chưa biết cái đó là cái gì. 75.000, quá đã luôn. Mình sẽ bỏ bơm ở đây, mình đánh bên đây, đánh qua các bạn. Không chết à? May hả mày? Ồ, cái đó khá là chắc luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình cho con này tập trung ở đây. Ôi chết. Mày hả mày?
Đó, mình xuống đây luôn các bạn. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Tập trung xuống đây. Ôi, mình thả hết luôn rồi. Đó, mình sẽ lấy hết coi của nó luôn. Tập trung vô đây đánh qua các bạn. Chết cha con mèo ninja của mình rồi. Tập trung qua đây, tập trung qua đây. Mình phụ bánh luôn cái nhà chính luôn các bạn. Ô, có con mèo nó chạy đi đâu nè, nó chạy vô ra, chạy vô rừng luôn rồi. Mày hả? Thôi tập trung lên nhà chính, tập trung lên nhà chính. Chắc chắn mình sẽ được 2 sao luôn các bạn. Ồ, mình kéo điểm ngon lành luôn. Mình lấy hết điểm hết coi của nó luôn các bạn. Quá đã luôn. Ba sao luôn, quá đã. Đó. Rồi, để mình coi mình được cái gì đây. 30.000 coi các bạn và 12.000 năng lượng. Ok, quá đã luôn rồi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ xây đây. Mình sẽ xây cái máy bắn cà nông này, mình sẽ cho nó ở vị trí này. Đây. Ok. Đó. 11 giờ các bạn, quá lâu luôn. Và mình update thằng này lên. Update Hero Horn, mình update con chó hang đi. Là 125, mình có 172 rồi. Update luôn các bạn. Đó. Đó, mình có thêm một anh hùng mới đây. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái chế độ campaign các bạn. Mình sẽ đánh chế độ campaign. Đặt phan, để mình coi cái lực lượng của mình coi. Phần Hero mình chọn ai đây? Mình chọn con chó hang đi các bạn. Để mình coi mới level 2 của nó. Chỉ là được 32 đó các bạn. Khá cũng khá là yếu. Rồi, chọn nó luôn các bạn. Rồi, mình vào chế độ campaign. Đó, và mình tới đây nè. À, mình sẽ được 8.000 coi và 8.000 lượng. Ui, nó chạy dữ vậy nè. Đó. Hai cái này thì mình cho cái con ấy vô. Một phát rồi nè. Ồ, không rụng à. Thêm ở đây một cái các bạn. Không rụng luôn. Đó, rồi mình cho con này xuống các bạn. Con này xử cái này. Con này tập trung vô cái này trước. Ủa? Sao rồi? Nó bị gì vậy? Ây da. Ngủ cái càng. Sát vô. Đâu có bảy nước các bạn, nó bị bảy cái bảy nước. Mày hả mày? Rồi mình còn hai tên. Tập trung vô đây, tập trung vô. Chết cha cái bể nước nữa. Rồi, hero hang của mình tiêu rồi. We'll be right back.
Đó. Mình còn 3 tên. May hả mày? Mình chỉ còn 37 giây nữa thôi các bạn. Rồi. Mình được 3 sao chắc cú luôn các bạn ơi. Đó. Và cái này lên mức 8.500 rồi đây. Mình quánh luôn cái trận này. Wow. Ba cái này à. Quánh như thế này đây. Mình sẽ quánh như thế này. Thêm đây một cái nữa các bạn. Đây một cái nữa đi. Đánh đây một cái nữa cho nó đứt luôn. Đó. Mình cho cái tên này xuống, hạ cái này. Ôi chết. Ôi ơi, mình thả dở quá, mình thả cùng một lúc mình quên mất cái này. Ôi trời ơi, cái con tấn công từ xa của mình tôi rồi. Tập trung bên này luôn, bóng phát một nữa các bạn, bên này nó tôi luôn rồi đó. Rồi chúng ta 3 sao ngon lành luôn các bạn. Rồi, mình tới cái này luôn. Mình sẽ được 9.000 coin và 9.000 năng lượng luôn. Đó. 1, 2, 3, 4, 4 cái này nó bảo vệ nhà chính à. Căng vậy nhỉ. May hả? Con này nó to trước. Thả con này xuống trước các bạn. Cho con này nó bắn cái này đi. Bắn cái này luôn. Ôi trời, nó bị gì rồi? Con đó nó bị gì rồi? Tập trung vô đây, tập trung vô đây. Không thì tôi. Ôi trời, sao bắn cái này không bắn cái kia? Thank you.
chúng ta thắng chắc luôn rồi các bạn. Rồi, để mình quay về nhà của mình xem như thế nào nha. Và mình hay có hai cái này update thì cái này còn 3 giờ nữa các bạn, cái này còn 11 giờ, khá là lâu. Và mình nãy giờ mình đánh chiếm cũng được một số điểm khá là nhiều luôn các bạn. Để mình coi coi cái nào mình có thể update nữa không. Mình có hai con Harley nó làm việc hết rồi, mình không update được nữa. Rồi, thôi mình tạm thời mình dừng clip tại đây nha các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.